Chào tất cả các bạn, xin chào mọi người. Tuyền Tăng và Châu Đăng Khoa xin được gửi lời chào đến với tất cả các bạn khán giả. Chúng ta đang đến với Ở Nhà Hát Ca. Tự nhiên giới thiệu giùm người ta luôn. Ủa? Chào giùm người ta luôn. Hả? Làm lại. Đời đất ơi. Làm lại. 3, 2, 1. Xin được gửi lời chào đến với tất cả các bạn khán giả. Tuyền Tăng và Châu Đăng Khoa. Các bạn đang cùng đến với Ở Nhà Hát Ca. Đây là tập cuối cùng của chương trình nữa. Trong lòng Tuyền thấy sao? Trong lòng Tuyền thì đang có tới hai cảm xúc lận. Cảm xúc đầu tiên là cảm xúc rất là hồi hộp. Mình hồi hộp là bởi vì hôm nay vẫn là một cái tập chung kết của top 9 giọng ca xuất sắc nhất của Ở Nhà Hát Ca. Đó là tìm ra 3 giọng ca hay nhất để hoàn thiện danh sách cuối cùng của những giọng ca ấn tượng trong Ở Nhà Hát Ca mùa đầu tiên, để có thể chuẩn bị cho những màn xuất hiện đầy ấn tượng của họ trên sóng HTV trong thời gian sắp tới. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng có một chút xíu bồi hồi là tập cuối cùng của Ở Nhà Hát Ca rồi. Xin Châu Đăng Khoa, anh có thể chia sẻ cảm giác của mình khi biết hôm nay đã là tập cuối cùng của Ở Nhà Hát Ca được không? Thực sự là mình đã ngồi ở đây thì mọi thứ nó dường như đã trở thành một thói quen rồi, và mình không ngờ được là đã kéo dài tới 28 số. Là 7 tháng trời. Chính xác. Thực sự là một cái rất là bất ngờ, tại vì khi mà lần đầu tiên mà được Tuyền Tăng cũng giống như là bên sản xuất chương trình ngỏ lời thế thì thực sự là Khoa cũng khá là bất ngờ. Khoa chẳng nghĩ rằng là mình sẽ có cơ hội để được làm MC đó, đúng không? Gọi là MC đúng không? Dạ đúng rồi. Thực sự là Khoa chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội để làm những cái việc đó. Và khi được dấn thân vào rồi thì không biết từ lúc nào mình cũng cảm thấy yêu thích cái công việc này. Cái này cũng chia sẻ thiệt là ở cái thời điểm nghĩ ra về format của chương trình cũng như là ngỏ lời với anh Châu Đăng Khoa thì Tuyền Tăng cũng có nói nhỏ với những anh chị lớn trong ban biên tập là không biết là anh Khoa trong một cái quỹ thời gian công việc này nọ rất là bận rộn của mình, rồi còn chưa kể là giai đoạn giãn cách có rất là nhiều bất tiện, thì liệu anh có nhận lời đồng ý hay không. Nhưng mà anh Khoa lại rất là sẵn lòng mà chỉ cần nói là em làm thì anh làm theo, đúng không? Em rất là xúc động. Vậy cho hả? Nên là em đã cho nên là em chuẩn bị một cái món quà dành cho anh Châu Đăng Khoa. Không bị đâu, quà đâu, mang đây cho tôi. Đợi tôi thích nha. Nhất là quà luôn. Bùm. Đó, như anh thấy đây. Trời đất ơi. Rất nhiều phong bì đã được chuẩn bị dành cho anh Châu Đăng Khoa. Quà gì kỳ quá, quà này anh không nhận được không vậy? Anh có biết cái này là cái gì anh đâu? Anh lớn rồi, anh không thích nhận quà nữa. Nhưng mà anh biết cái này là cái gì không? Giống thử thách hơn. Không phải là một thử thách. Chắc chắn là sẽ bắt tôi ca hát nhảy múa mua không vui. Không, bởi vậy chưa cái gì hết mình đã từ chối rồi. Thật ra thì những phong bì này chỉ đơn giản là những khoảnh khắc đáng nhớ trong Ở Nhà Hát Ca. Em và anh sẽ cùng nhau ôm lại. Và cái hình thức ôm lại ở đây cũng giống như trong những cái buổi lên lớp ở trên trường á, mình sẽ ôm lại với hình thức là trả lời câu hỏi từ chương trình đấy. Quà. Trời đất ơi. Đúng là quà quá, quà this, quà that. Quà của Tuyền Tăng thì vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Các bạn khán giả theo dõi chương trình cũng có thể tham gia cùng với tụi mình ngay bây giờ nha. Bắt đầu thôi. Đây. Có tổng cộng bao nhiêu bài hát được các nghệ sĩ khách mời mang đến chương trình Ở Nhà Hát Ca? Có người á thì mang tới như 3 bài đúng không? Có người 2. Có người 2, còn có người chỉ có 1 thôi. Chọn đại một con số. Không phải là giáo sư toán học à? Xét số thống kê ư? Tôi môn này ngày xưa cũng không giỏi lắm. 38 ạ. 38? Ủa sao hay vậy? 38 là con số chính xác. Oh my god. Nói thì có người hát 2 bài, có người hát 1 bài, cho nên con số chính xác theo thống kê tính đến thời điểm hiện tại đó là 38 bài hát. Câu hỏi tiếp theo. Cái này dễ nè, cái này làm được nè. Đã có bao nhiêu ca sĩ nhận lời mời tham gia chương trình? 19 ca sĩ. 19 ca sĩ. Dạ, tôi nữa là 20. Đã. Chốt chưa? Đúng rồi, khoan khoan đã. Tổng cộng là tập 28 đúng không? Ừ, 28 tập. Không, 28 tập thì 7 tháng thì trừ 7 tập chung kết ra thì tổng cộng 21 tập. 21 ca sĩ, tôi nữa là 22. 20. 22 ca sĩ là một câu trả lời không chính xác. Tôi nữa chị. Chương trình là 21 ca sĩ, nhưng mà vì anh Châu Đăng Khoa không đóng góp bài hát nào vào chương trình. Không, đó, cho tại nên vì không tôi cũng là ca sĩ tham gia chương trình này. Trời, mấy người tính vậy là không được, anh Giang. Rồi tôi sẽ cùng đến với câu tiếp theo. Câu này là bài tủ của anh nè. Không quan tâm, tôi không quan tâm. 2 khung giờ phát sóng của Ở Nhà Hát Ca. Khung giờ đầu tiên là 15:30. Phải không? Cho trả lời lại á. Thôi khung giờ hiện tại đi, là 13:20. Khung giờ đầu tiên là chúng ta làm. Đó là 15:00. 15:50. Đúng không? Đáp án của chúng ta đã là 15:55. Nhưng mà thôi, session cũng chỉ có 5 phút thôi. Đúng rồi, 5 phút đó là chúng ta làm gì? Nổ bắp rang bơ, ngồi coi tivi. Rồi, đồng ý. Câu hỏi tiếp theo. Câu nói anh Châu Đăng Khoa hay lặp lại nhiều nhất trong Ở Nhà Hát Ca là gì? Em nhớ. À, mãi mãi là như thế. Mãi là như thế. Chính xác. Câu
một câu nữa liên quan đến các thí sinh chung kết mỗi tuần. Ủa vậy hả? Nói về cái tính cạnh tranh, sự ngang tài. Sao có đủ chậu được cơ. Ca sĩ Vicky Nhung đã thể hiện bao nhiêu ca khúc trong chương trình và đó là ca khúc gì? Ủa bài này anh sáng tác nha. Thì biết rồi. Thì bài sao? Thèm yêu của tôi chứ gì rồi nữa. Bài gì nữa? Lỗi tại mưa. À không phải ạ. Ồ vậy hả? Cho câu hỏi cuối cùng. Việt Nam những chuyến đi. Chính xác. Thí sinh anh cho Đông Pha ấn tượng nhất trong ở nhà hát ca. Đó là một bạn Thiên Ân. Trời ơi sao giống em quá vậy? Bạn nhìn rất là lãng tử, tóc đó dài. Trời ơi đúng rồi. Bạn đó là mình nhận bạn đó nhất. Đúng chính xác. Khi mà em soạn cho anh câu hỏi này thì thật ra em cũng tự trả lời cho riêng mình. Thì em cũng rất là thích giọng ca của bạn Thiên Ân. Thế à? Cách tính điểm vòng chung kết ở nhà hát ca là gì? Rất đơn giản. Mời Tuyền Tăng. Thật ra cái tính điểm ở vòng chung kết ở nhà hát ca đó chính là được 40% số điểm. Là từ được share và được like. Đúng rồi. 40% số điểm sẽ là từ ban tổ chức bình chọn. Trời ơi, từ 999 con người cầm cân nảy mực. Trong số các ca sĩ đã tham gia ở nhà hát ca thì anh Châu Đăng Khoa muốn hợp tác với khách mời nào nhất? Sophia. Anh có thể chia sẻ một chút xíu không? Là trong thời gian sắp tới thì liệu anh và Sophia có thêm những cái dự định âm nhạc gì? Đấy cũng là cơ hội để mình chia sẻ nhiều hơn đó. 3, 2, 1. Mà bây giờ quảng cáo bắt đầu. Vâng, và thưa các bạn, dự án sắp tới thì gần nhất sẽ là ngày 6 tháng 1 này. Tụi Khoa sẽ ra mắt một MV music video mới được thực hiện bởi đạo diễn Đinh Hà Huyền Thư và giám đốc sáng tạo Dennis Đặng. Dốc hết bao nhiêu là chất xám nè, mồ hôi nước mắt nè, tiền của dành dụm, tiền lấy vợ của tôi cũng dồn vô làm MV này luôn. Thật sự nên mọi người hãy share thật nhiều và xem thật nhiều, hãy cày view nha. Và sau đó một tuần thôi là sẽ có một phiên bản live performance được quay với công nghệ XR, công nghệ tương tác thực tế ảo hiện đại nhất hiện nay. Và sau đó chưa hết. Và sau đó một tháng, ngày 14 tháng 2 sẽ là một music video mới của Sophia cùng với một rapper quốc dân. Nói chung là Tuyền Tăng thấy trong cái phần chia sẻ vừa rồi của anh Châu Đăng Khoa thì rõ ràng là có một cái kế hoạch rất là đường dài, bài bản và mọi thứ đều được sắp xếp rất là tỉ mỉ dành cho gà cưng Sophia và thể hiện được cái tâm huyết mà anh dành riêng cho người bạn đầy tài năng này. Cho nên là rất là hy vọng là tất cả mọi người đều sẽ lắng nghe cũng như là like, share thật là nhiệt tình MV mới ra mắt vào ngày 6 tháng 1 sắp tới của anh Châu Đăng Khoa và Sophia nhé. Thời lượng một tập phát sóng của Ở Nhà Hát Ca là bao lâu? 25 phút. Dễ luôn đấy. Không phải, anh thấy trên YouTube là 25 phút mà. Đúng. Nhưng mà trên sóng truyền hình thì vì thời lượng có hạn là 15 phút ạ. Trời ơi, 20 phút. Vậy hả? Nói chung là các bạn đã bán của chương trình đó là 20 phút. Và đó chính là bộ quà tặng của Ở Nhà Hát Ca đã dành tặng cho anh Châu Đăng Khoa ngày hôm nay. Rất là mong rằng những cái giây phút vừa rồi cũng đã cùng với các bạn trở về với những cái khoảnh khắc thật là đẹp cùng với chương trình. Để mà khi kết thúc thì chúng ta vẫn còn những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ cùng với nhau. Hãy làm một kỷ niệm. Và bây giờ sẽ là một món quà mà Ở Nhà Hát Ca xin dành tặng. Cái này quà nhẹ nhàng. Và bây giờ sẽ là một món quà mà Ở Nhà Hát Ca xin dành tặng cho tất cả các nghệ sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình. Một trong những thành công lớn nhất của Ở Nhà Hát Ca, bên cạnh những khán giả đam mê ca hát, chính là những cái gật đầu đồng ý của các ca sĩ khách mời đến với chương trình. Thời điểm giãn cách nhiều bất tiện và căng thẳng, nhưng các nghệ sĩ vẫn luôn hết mình để đồng hành và mang đến những ca khúc hay ấn tượng, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc song ca đi kỷ niệm đáng nhớ giữa khán giả và nghệ sĩ. Xin chúc cho tất cả các nghệ sĩ sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, tràn đầy cảm hứng cùng âm nhạc và có thật nhiều cột mốc thành công hơn trong thời gian sắp tới. Thường có người ta nói là một cái gì đó cần 21 ngày liên tục để tạo ra một thói quen, đúng không? Và mình đến 7 tháng với nhau rồi thì đây không phải là một thói quen đơn thuần nữa. Đôi khi nó trở thành giống như cái bản năng. Có khi nào mà Tiễn nằm nhà đang ngủ mà mở miệng ra nói mới trong đêm không? Là phát sóng của chương trình là 13:21 tháng 9 hàng tuần, đúng không? Dạ, như vậy tự nhiên nó trở thành một cái gì đó giống như là nó không biết rồi ngày mai, tuần sau đây rồi mình không còn được làm những cái việc này nữa thì cảm giác mình sẽ như thế nào?
Còn riêng với Tuyền Tăng thì ngay lúc này đây thì Tuyền Tăng chỉ có một cái điều rất là muốn nói, đó là một cái lời cảm ơn. Cảm ơn đến với tất cả các nghệ sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình. Cả một cái hành trình của Ở Nhà Hát Ca, thật sự là mình biết rằng là chương trình không có quá nhiều cái cơ hội để có thể tìm kiếm cũng như là mời được nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là trong giai đoạn rất là khó khăn như thời gian vừa rồi. Nhưng mà các anh chị ai gật đầu nhận lời cũng là những người rất là nhiệt tình, luôn luôn nỗ lực hết sức và đã có phần tạo nên những cái video clip rất là chỉnh chu để chúng ta có những cái sản phẩm, có những cái khoảnh khắc song ca ấn tượng giữa ca sĩ và nghệ sĩ ngay tại nhà của mình. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em của em đã cùng nhau tạo nên Ở Nhà Hát Ca. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh Châu Đăng Khoa, cảm ơn những người đằng sau máy quay, chúng ta đã cùng nhau tạo nên một mùa. Một tràng pháo tay cho tất cả được không ạ? Trở lại rồi đây, còn bây giờ đã đến lúc chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những video clip của tất cả các bạn thí sinh trong vòng chung kết trong tuần cuối cùng của Ở Nhà Hát Ca, và hãy cùng chờ xem ba gương mặt cuối cùng sẽ hoàn thiện đội hình đầy tài năng xuất hiện trong một chương trình âm nhạc hoàn toàn mới trên sóng HTV sẽ là những gương mặt nào nhé. Xin mời. Dần vật trong anh biết có thật không, trừng phạt chỉ cho quá khứ thêm đắng. Một mình thân em cố gắng ngược xuôi, mong cho đôi ta mãi không sớm tối. Một trời tình yêu trong em cho anh đến thế, em tin anh mà rồi đến khi em biết rằng phía sau tình mình bao nhiêu là người anh nói yêu thương. Thank you.
Những video clip dự thi vòng chung kết của Ở Nhà Hát Ca. Cái câu này tôi đã nói quá nhiều lần rồi, quá nhiều tuần rồi. Tại vì thực sự luôn là tuần nào cũng phải nhức đầu hết. Nhức đầu để làm gì nào? So bó đũa. Đó. Chọn cột cờ. Đúng rồi. Vậy là sao các bạn? Gọi là sao ta? Kỹ năng của các bạn đều hết sức gọi là có thể nói là tương đồng. Tuy nhiên thì vẫn có những cá nhân kiệt xuất nổi bật lên. Tuy nhiên còn lại thì các bạn còn lại thì đều không hề tệ một chút nào. Và hãy cùng chờ xem là kết quả gọi tên ba gương mặt cuối cùng hoàn thiện đội hình của Ở Nhà Hát Ca mùa đầu tiên sẽ là những nhân vật nào. Xin mời mọi người. Cho đến giây phút cuối cùng rồi thì top 3 vẫn luôn là không có làm cho chúng ta thất vọng. Chính xác. Đúng không? Khoa nghĩ đây đôi khi chỉ mới là một nửa công lực của các bạn thôi. Và tất nhiên rồi, bởi vì là các bạn vẫn còn một cái chặng đường rất là dài trong rất là nhiều những chương trình âm nhạc khác trên sóng HTV nữa. Cho nên là các bạn cứ hãy là luyện tập thường xuyên cũng như là giữ những cái phần công lực đó để có thể bung xõa hết sức mình trong những cái phần trình diễn, những cái phần xuất hiện sắp tới nhé. Còn bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình, sứ mệnh của Ở Nhà Hát Ca. Bây giờ đây mọi thứ đã quay trở lại với cái nhịp sống vốn dĩ của nó thì chắc chắn rồi sẽ còn có rất nhiều những chương trình âm nhạc hấp dẫn, thú vị nữa để chúng ta có thể gặp gỡ với những gương mặt đầy tài năng này. Tuyền Tăng và Châu Đăng Khoa một lần nữa cũng rất là cảm ơn sự yêu thương và theo dõi của tất cả các bạn trong thời gian vừa qua. Nói tạm biệt thì thật sự rất là buồn, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa trong thời gian sắp tới. Và các bạn cũng đừng quên là ủng hộ hai MC tụi mình cũng như là ủng hộ tất cả các thí sinh của chương trình nha. Thôi mà, chào tạm biệt đi nè. Không muốn tạm biệt luôn. Thì mình hẹn gặp lại không sao. Còn bây giờ thì Tiền Tăng và Châu Đăng Khoa xin chào và hẹn gặp lại và một ngày không xa. Yeah.